chỉ vì đồng tiền sáng bóng lấp lánh mà lòng người dễ biến sẽ đổi thay, chạy theo danh vọng câu việc cả đời đem đôi tình thương gian dâm mỏng manh. Phần cuối của cái chương trình ngày hôm nay đó thì mời quý vị xem clip sau đây. Và hello, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì cô Phương Hằng cũng có nhắc đến tên Hoàng Sáu TV, nên là em cũng làm video này để gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng, vì là em thì đã lấy cái hình ảnh của cô cũng như là đã lấy cái âm thanh của cô Phương Hằng để phân tích, thì cũng chỉ vì là em cũng có một chút trong cái sự bức xúc khi mà cô Phương Hằng có nhắc đến thầy Minh Tuệ, nên là em đã làm những cái video để nói những cái sự việc mà không tốt về cô Phương Hằng. Thì trước hết thì em cũng xin lỗi cô Phương Hằng, có thể là bỏ qua cho Hoàng TV. Thực ra thì em cũng không có ghét gì cô Phương Hằng cả, bởi vì là cô cũng là một người tốt, em vẫn nhắc mà. Nhưng trong tất cả các video thì em cũng đều gọi là cô Phương Hằng, chứ không bao giờ em dành những cái lời nói gì đó nó nặng với cô. Và cũng không biết nói như thế nào để mà cô có thể hiểu cho cái TV. Nhưng mà em thì vẫn nói rằng là em thì cũng không có ý gì cả, mà chỉ có mục đích là câu view câu like. Thì lên cái mục đích đấy là nói cho cái sự nghiệp của thầy Minh Tuệ. Thì em ủng hộ thầy Minh Tuệ, nhưng không có đồng nghĩa với việc là em ghét cô Phương Hằng. Đó, thì em thì cũng không có gì để ghét bỏ cô Phương Hằng cả. Nhưng mà do là em đã lấy những hình ảnh của cô, lấy những cái ghi âm của cô, thì đó đã là cái sai. Đó, nên là trong video này thì em cũng xin gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng, và mong cô có thể hoan hỉ và bỏ qua cho cái TV. Bởi vì thực ra là em thì cũng không có ác ý gì cả, mà chỉ với mục đích là đăng video lên để phân tích và nói những cái lời lẽ nó không hay và làm cho cô cảm thấy khó chịu, thì em cũng xin gửi một lời xin lỗi đến cô, cũng mong cô sẽ bỏ qua. Và khi tất cả mọi người xem được video này thì cũng mong tất cả mọi người sẽ lan tỏa, chia sẻ cho cô Phương Hằng được biết rằng là em thì cũng rất là thành tâm, bởi vì em cũng không có ghét bỏ một cái điều gì cả, và cũng không phải là em một cái thù hằn gì cả, mà em cũng không có ghét cô Phương Hằng. Mà em cũng nói với mọi người là em cũng cảm thán cái việc làm tốt đẹp của cô, thì chắc chắn là em thì không thể nào mà so sánh với cô Phương Hằng được. Đó, bởi vì là em thì là một cái người gọi là làm YouTube thôi, còn cô Phương Hằng thì là một doanh nhân cũng như là một CEO. Thì trong video này thì em cũng gửi một lời xin lỗi đến cô, cũng mong muốn cô Phương Hằng xem được video này và cô sẽ bỏ qua cho Hoàng TV. Và em xin cảm ơn cô rất nhiều, và những video mà em nói về cô Phương Hằng thì em cũng đã gỡ bỏ hết để thể hiện rằng là mình cũng rất là chân thành, cũng mong cô sẽ bỏ qua cho. Và từ nay thì em cũng sẽ không có những cái lời lẽ gì đó để mà xúc phạm cô Phương Hằng nữa. Thì kết thúc video này thì em cũng xin cảm ơn cô khi cô đã xem video này, và mong cô sẽ hiểu được rằng là Hoàng TV cũng gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng, và tất cả các video đó thì em cũng đã gỡ bỏ hết rồi, cũng mong cô sẽ bỏ qua cho Hoàng TV. Và em cũng xin chào tất cả mọi người, em chào tạm biệt cô Phương Hằng. Kính thưa quý vị, Hoàng Sáu là một YouTuber đã sản xuất ra nhiều cái chương trình chửi bới nhục mạ bằng Nguyễn Phương Hằng trên sóng của Hoàng Sáu TV. Người này thì đã góp phần tích cực làm suy đồi văn hóa ứng xử trên không gian mạng chỉ vì câu like câu view. Tối hôm qua thì Hoàng Sáu đã làm clip xin lỗi bằng Nguyễn Phương Hằng cho quý vị đã nghe rồi đó. Ông ấy cũng đã cho xóa toàn bộ những clip chữa bớt sản phẩm. Rõ ràng qua cái clip này, qua clip xin lỗi này đó, thì chúng ta có thể biết được rằng trong số YouTuber chửi bới xúc phạm bà Hằng đó, thì có những kênh chửi bới vì câu thì câu like câu view, chứ không phải vì cái sự phải trái đúng sai. Điều này thật là buồn, thật là đáng buồn khi mà danh dự là cái điều thiêng liêng nhất của con người chỉ được đánh đổi bằng số lượng view, số lượng like. Rồi kính thưa quý vị, nó cũng đã chứng minh một điều rằng là không phải kênh YouTube nào chửi bới xúc phạm bà Hằng cũng vì sự minh tuệ cả. Hóa ra sự minh tuệ cũng đã bị họ lợi dụng chỉ vì like, vì view, vì tiền, và cũng có thể là vì mục đích đặc cách nữa. Dẫu sao thì tôi cũng cho rằng đây là cái hành vi ăn năn hối lộ đáng ghi nhận, và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, tiếp tục là bài học cho những ai từng cho
mình cái quyền được nhận mà được giữ đủ người khác. Que chaque action laisse une marque durable. Le sang de la patrie est entre les mains de chacun. S'il vous plaît, n'oubliez pas. S'il vous plaît, n'oubliez pas.